Ngày 30 tháng 8 năm 2011, gần 400 người dân thôn Quan Nam Năm, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã kéo nhau tiếp tục bao vây khu điều hành dự án khu đô thị Quan Nam Thủy Tú do công ty cổ phần và xây dựng lắp máy Trung Nam thuộc tập đoàn Trung Nam đóng tại tổ 37 phường Hiệp Hòa Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Với thái độ vô cùng bức xúc, hàng trăm người dân đã bất chấp lực lượng bảo vệ công an 113 đã xô cửa xông vào tòa nhà để truy tìm các nhân viên điều hành dự án khu đô thị Quan Nam Thủy Tú để chất vấn. Trước sự quá giận dữ của người dân, hơn 50 cán bộ nhân viên của công ty Trung Nam đang làm việc đã kịp thời sơ tán. Trước đó vào khoảng 21 giờ tối 29 tháng 8 tại thôn Quan Nam Năm đã xảy ra vụ việc. Một người dân trong thôn bị nhóm người lạ mặt đi trên hai xe ô tô bất ngờ lao vào nhà chém trọng thương. Nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn, 40 tuổi, là người trước đó đã tham gia chặn đoàn xe ben san lấp mặt bằng cho dự án khu đô thị Quan Nam Thủy Tú bởi lý do không chịu nổi khói bụi ô nhiễm môi trường. Theo nhiều người dân địa phương thì nhóm 5 thanh niên lạ mặt sau khi làm anh Tuấn bị thương đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Do sự việc diễn ra quá nhanh, gặp trời tối nên người dân trong thôn Quan Nam Năm không kịp trở tay mà chỉ kịp nhìn thấy biển số của hai xe ô tô là biển số thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm 29 tháng 8, người dân địa phương đã kéo đến trụ sở ban điều hành dự án để phản đối bằng cách ném đá, đập tan hệ thống các cửa kính và máy tính để bàn bên trong các phòng trước sự bất lực của lực lượng bảo vệ. Theo nhiều người dân thôn Quan Nam Năm thì đây là lần thứ 3 xảy ra việc người lạ xông vào thôn chém người, mà đối tượng bị chém đều là những người tham gia chặn xe ben. Ngay trong chiều 30 tháng 8, huyện Hòa Vang đã triệu tập cuộc họp khẩn với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để giải quyết vụ việc tại dự án khu đô thị Quan Nam Thủy Tú. Theo ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch huyện Hòa Vang, thì hiện cả công an thành phố Đà Nẵng và công an huyện Hòa Vang đã vào cuộc điều tra truy tìm nhóm người đã chém anh Tuấn vào đêm 29 tháng 8. Lý giải về nguyên nhân khiến người dân nổi giận, ông Nguyễn Tâm Tiến, tổng giám đốc công ty cổ phần và xây dựng lắp máy Trung Nam cho biết. Người ta phản ứng thì anh trong cái hệ thống coi như để mà coi như là những cái thiết bị mà đảm bảo môi trường là gồm có xe tưới nước, xe hút bụi, các cái bể rửa thì là tụi anh đã làm hết công suất. Đó, thì qua những cái giờ như thế thì coi như là mình đảm bảo được thì mình phải làm thôi. Thì nói chung là thì trong 4 ngày gần đây là cái tần suất nó lên. Được biết dự án khu đô thị Quan Nam Thủy Tú rộng 375 hectare, hiện mỗi ngày có không dưới 500 xe ben tham gia chở đất san lấp dự án.